Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Tiến Dũng mở hộp chiếc loa di động Finder Audio 2 đến từ Mỹ. Và trước mắt quý vị và các bạn là thùng hàng vừa cập nhật ngày hôm nay tại shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đó là chiếc loa di động Finder Audio 2. Chúng ta sẽ cùng khui hộp hàng ra và sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh với sản phẩm cao cấp đến từ Mỹ này. Và đây là phía mặt trên của thùng hàng. Phía bên ngoài chúng ta thấy có một hình dáng của chiếc loa. Và ở phía bên hông này chúng ta thấy có các thông số kỹ thuật của máy. Ở đây hãng sử dụng với phong cách là classic, phong cách cổ điển. Phía bên đây chúng ta thấy có kết nối Bluetooth và kết nối đua hai thùng loa với nhau. Phần bên đây thì chúng ta thấy hãng có công bố cái thông số kỹ thuật là cái công suất của loa. Công suất cực đại là 60W. Và phía bên đây chúng ta thấy thời lượng pin của chiếc này sử dụng đến 25 giờ liên tục nghe nhạc. Chúng ta sẽ khui cái thùng hàng này ra. Với thương hiệu Finder là một thương hiệu rất nổi tiếng về thiết bị âm thanh lâu năm tại Mỹ. Hãng đã có chưa tới trên 80 năm kinh nghiệm sản xuất các thiết bị âm thanh. Và trong những năm gần đây thì hãng Finder có cho ra mắt rất nhiều các sản phẩm, các model là các dòng loa di động. Thùng xốp được đóng gói rất chắc chắn. Trong đây là một bao xốp. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc loa di động Finder Audio 2. Và đây là các link phụ kiện. Ở đây chúng ta thấy có một catalog hướng dẫn sử dụng cũng như là lắp đặt. Trong cái hộp xốp này thì chúng ta có hai sợi dây. Một sợi dây là 3.5 ly để kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và một sợi dây là cáp USB sử dụng để cấp nguồn 5V cho các thiết bị khác. Ở đây hãng có kèm theo là một cục adapter, cục sạc. Cục sạc này sử dụng với nguồn là autovolt 100V cho đến 240V. Sạc là 15V adapter. Trên đây là các chân sạc, các phích cắm. Ở đây hãng có trang bị cho chúng ta 4 cái phích cắm. Đây là 4 tiêu chuẩn của toàn thế giới, tiêu chuẩn của châu Á, tiêu chuẩn của Mỹ và tiêu chuẩn của châu Âu. Và đây là nhân vật chính chiếc loa di động của chúng ta. Với chiếc loa di động Finder Audio 2 với thiết kế vỏ bên ngoài bằng phong cách màu vàng, bọc một lớp vải trip bằng các đường sợi lan xen với nhau rất đẹp. Phía trên này là một quai này bằng nhựa và trang trí cũng như là sử dụng để sách. Chiếc này cầm rất chắc tay, rất nặng. Phía mặt trước là một logo của thương hiệu Finder. Và phần e-cam, phần lưới ở mặt trước là lưới vải cước. Chúng ta hình dung đây giống như là một chiếc radio cổ có được trang trí bên ngoài bằng vỏ màu vàng nghệ và phần lưới vải cước. Quý vị và các bạn có thể hình dung đến những thương hiệu như là AR, những thương hiệu như là Antec, Lansin lừng danh đến từ Mỹ. Và phía mặt sau của loa là một dàn ốc được hãng bắt vít ở đây rất chắc chắn. Phía ở trên của máy là bao gồm các nút như sau. Tính từ bên này sang, đầu tiên là công tắc tắt mở nguồn, kế đến là một đèn báo nguồn, và tiếp theo là một nút chỉnh bass. Ở đây hãng có trang bị equalizer là nút chỉnh bass và nút chỉnh treble. Kế đến là một nút volume, ở đây là nút tăng giảm âm lượng. Và phía bên đây chúng ta có các nút chỉnh chế độ qua bài, lui bài và chế độ play cũng như là bow tạm dừng. Với Audio 2 thì có chức năng là đua, chúng ta có thể kết nối hai cái loa Audio 2 với nhau để tạo ra một hệ thống âm thanh stereo không dây độc lập.
Bản chất của Indo 2 cũng là một hệ thống loa stereo hai kênh độc lập. Tận cùng bên đây chúng ta có một nút pack. Đây chính là nút để kết nối Bluetooth. Trong quá trình kết nối Bluetooth thì quý vị và các bạn sẽ nhấn vào nút này và thiết bị sẽ dò tìm với nhau. Đấy, rất đẹp. Phía dưới này là các thông số kỹ thuật của nhà máy. Thông số kỹ thuật của chiếc này là máy có sử dụng mạch Class D, hai kênh độc lập, mỗi kênh là 30W. Tổng công suất của chiếc loa này là 60W với âm thanh là stereo hai kênh độc lập. Máy này sử dụng là hai cái loa bass và hai cái loa treble. Với Fender Audio 2 thì chúng ta kết nối là Bluetooth là 4.2, hỗ trợ codec là aptx, aac và sbc, nhạc hi-res audio, nhạc chất lượng cao. Với kích thước chiều ngang là 24 cm, chiều cao của loa là 21 cm và chiều sâu của loa là 12 cm, trọng lượng là 4 kg, cầm rất chắc tay. Phần vỏ thùng được thiết kế bằng vỏ gỗ và phía bên ngoài được trang trí bên ngoài một lớp vải tuyết màu vàng nghệ. Bây giờ Tiến Dũng sẽ kết nối thiết bị này với điện thoại di động và sau đó chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm thanh. Luôn tại đây thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối rất đơn giản. Chúng ta sẽ khởi động máy lên bằng công tắc on off ở đây. Ở đây có đèn báo nguồn giống như một viên kim cương màu đỏ rất đẹp. Phía mặt sau là đèn báo pin, báo cường độ pin. Khi khởi động máy lên thì chúng ta sẽ thấy có một tiếng đàn guitar phát ra, đặc trưng của thương hiệu Fender đến từ Mỹ. Chúng ta sẽ dò Bluetooth. Với chức năng Bluetooth thì quý vị và các bạn có thể kết nối với điện thoại, với iPad và với máy tính laptop. Khi dò Bluetooth thì quý vị và các bạn sẽ nhấn vào nút patch ở phía góc bên đây. Và sau khi máy kết nối với nhau rồi thì chúng ta sẽ buông tay ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc chất lượng cao với chiếc loa Fender Audio 2. Ở đây tôi đang để âm lượng là 50%, nút bass chép để 50%. Với phần âm sắc bass chép này chúng ta có thể tùy chỉnh theo cái dòng nhạc mà chúng ta mong muốn. Đó là chiếc âm thanh từ chiếc điện thoại di động. Và bây giờ tôi sẽ kết nối với một chiếc TV Internet. Để kết nối với TV Internet hoặc máy tính hoặc đầu đĩa thì hãng có trang bị sẵn cổng AUX, tức là AUX in ở đây. Chúng ta sẽ kết nối jack 3.5 ly này vào và sẽ kết nối với nguồn nhạc từ TV hoặc điện thoại hoặc máy tính. Điều đặc biệt là khi chúng ta đang kết nối Bluetooth thì khi kết nối cổng 3.5 vào thì tự động máy sẽ chuyển sang chế độ cổng 3.5. Đây là âm thanh trực tiếp từ một chiếc TV Internet. Tiếng của nó rõ nét, âm thanh trong trẻo và rất hay. Ở đây tôi đang để volume chỉ khoảng 40%, tiếng của nó rất lớn. 30W trên một kênh Class D.
âm thanh của chiếc loa Finder Indio 2. Ngoài ra thì hãng có trang bị thêm một cổng USB 5V ở đây. Cổng này chúng ta sử dụng để sạc cho các thiết bị, ví dụ như là điện thoại di động. Chúng ta xem đây giống như là một cục sạc dự phòng, rất tuyệt vời phải không nào. Và với loa Finder Indio 2, chúng ta có thể kết nối đua, tức là kết nối hai cái loa giống như vậy với nhau và tạo ra một hệ thống âm thanh độc lập không dây. Với thiết kế rất độc đáo, phong cách cổ điển, quý vị và các bạn sẽ hình dung với một chiếc radio cổ của Mỹ, của châu Âu tại những thời điểm rất xưa. Phong cách cổ điển trưng bày rất đẹp. Phần núm núp ở phía trên này cũng được đánh số, nhìn rất cổ điển. Với chiếc loa này thì phù hợp cho các không gian tầm 20m cho đến 40m², sử dụng để nghe nhạc giải trí gia đình. Quý vị và các bạn có thể trang bị sản phẩm này cho phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc kết nối với máy tính hoặc thậm chí là phòng bếp, nhà ăn đều rất tuyệt vời. Ngoài ra thì với loa này quý vị và các bạn cũng có thể ứng dụng trong các không gian như là quán cà phê máy lạnh, quán cà phê sân vườn. Trưng bày nó rất đẹp và nó có thể kết nối được nhiều loa với nhau thì điều này cũng là rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một sự trưng bày rất tuyệt vời và nó mang lại âm thanh rất rõ nét. Dòng loa này cho tiếng bass sâu lực và phần trung âm của nó rất trong. Phần chép của nó vừa thôi, nó không có nhiều chép như những dòng loa hàng chợ thông thường. Với sản phẩm này thì Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 9.490.000, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Và trong các sản phẩm đầu tiên này thì Dũng trong tháng này thì Tiến Dũng có một chương trình khuyến mãi đặc biệt, đó là sẽ miễn phí ship toàn quốc cho sản phẩm này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu với sản phẩm loa di động Finder Indio 2 với mức giá chỉ 9.490.000. Và thủ tục mua sản phẩm này rất đơn giản, quý vị và các bạn chỉ cần liên hệ với Tiến Dũng, chúng ta có thể chuyển khoản trước đủ một lượt hoặc có thể đặt cọc trước 1.000.000, nhận hàng, thanh toán nốt số tiền còn lại cho Tiến Dũng. Và cuối cùng thì Tiến Dũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.